Bí ẩn 80 bộ xương người bị trói tay bằng xích ở Hy Lạp. Hàng loạt hài cốt của người Hy Lạp cổ đại được chôn cất với sự kính trọng đang đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà khảo cổ học. Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể, nơi chôn cất 80 bộ xương người với cổ tay bị kẹp bởi xiềng xích ở một nghĩa trang Hy Lạp cổ đại. Nhóm các nhà khảo cổ học cho biết các hài cốt có thể có niên đại từ năm 632 trước công nguyên, là hậu quả của một vụ hành quyết hàng loạt. Nhưng những người này là ai, tại sao họ lại được chôn với sự kính trọng và lý do tử vong của họ vẫn là một bí ẩn. 80 bộ xương được tìm thấy vào đầu năm nay tại nghĩa địa Phaleron Delta, một nghĩa trang cổ đại lớn được khai quật trong quá trình xây dựng một nhà hát opera và thư viện giữa trung tâm thành phố Athens và cảng Piraeus, Hy Lạp. Trong một lần tham quan hiếm có, các nhà khảo cổ đã chỉ cho các nhà báo một cách cẩn thận 80 bộ xương người. Một số bộ xương nằm theo hàng dài trên nền cát, một số bị nằm đè lên nhau, tay và chân của họ đều bị trói với bộ hàm đang mở rộng. Họ đã bị hành quyết bởi cùng một cách thức, nhưng họ đã được chôn một cách kính trọng, người đứng đầu cuộc khai của tiến sĩ Stella Grisulaki nói. Họ đều đang bị trói bằng dây xích ở tay. Hầu hết những người này đều rất trẻ và trong tình trạng sức khỏe tốt lúc bị hành quyết. Các chuyên gia hy vọng việc thử nghiệm ADN và nghiên cứu của nhà nhân chủng học sẽ phát hiện nguyên nhân tử vong chính xác của 80 người. Việc họ được chôn theo trật tự cho thấy họ không phải là nô lệ hoặc tội phạm thông thường. Một trong những giả thuyết là đây là những người ủng hộ Cylon, người đã dàn dựng một cuộc đảo chính ở Athens năm 632 trước công nguyên với sự giúp đỡ của cha vợ bạo chúa Megara. Cuộc đảo chính thất bại và Cylon lẩn trốn trong chùa Acropolis. Ông cố gắng trốn thoát nhưng những người ủng hộ ông đã bị giết. Hơn 1.500 thi thể nằm trong toàn bộ nghĩa trang cổ đại này, một số trẻ sơ sinh được đặt trong chậu gốm, những người lớn khác bị hỏa táng hoặc chôn trong quan tài bằng đá.